Ngày 9 tháng 10, Ủy ban Nhân dân phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận hình ảnh rạp cưới dựng trên đường đăng tải trên mạng xã hội là đúng, diễn ra trên địa bàn. Trước đó, tối ngày 8 và sáng ngày 9 tháng 10, một số tài khoản trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh rạp cưới dựng ngoài đường có chiều dài vài chục mét và rộng chừng 3 mét. Phía trong rạp có nhiều bàn ghế để khách tới dự tiệc. Qua xác minh, sự việc trên diễn ra vào ngày 8 tháng 10 ở đường Sông Hành, xa lộ Hà Nội. Tuyến đường này có nhiều phương tiện di chuyển qua mỗi ngày. Ủy ban Nhân dân phường Linh Trung cho biết, ngày 8 tháng 10, gia đình một người dân tổ chức tiệc cưới dựng rạp trên đường Sông Hành, xa lộ Hà Nội, khu phố 6. Ngay sau khi nhận được thông tin, phường đã cử người xuống kiểm tra xử lý. Phường cũng mời gia đình người này lên làm việc và đã lập biên bản xử phạt hành chính.